Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 8. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong môn địa lý lớp 8 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và tiếp tục với môn địa lý lớp 8 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 2 Địa hình Việt Nam. Ở những video trước, thầy đã hướng dẫn cho chúng ta hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là đặc điểm chung của địa hình và nội dung thứ hai đó là các khu vực địa hình. Đặc điểm chung của địa hình thì chúng ta thấy có 4 đặc điểm chung. Đó là địa hình đồi núi chiếm ưu thế. Địa hình có hai hướng chính là Tây Bắc Đông Nam và vòng cung. Địa hình có tính chất phân hóa khá rõ rệt và địa hình chịu tác động của khí hậu, nhiệt đới, ẩm, gió mùa và con người. Và nội dung thứ hai đó là các khu vực địa hình. Các khu vực địa hình thì chúng ta thấy nước ta sẽ có các khu vực địa hình như là khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng và khu vực bờ biển, thềm lục địa. Như vậy, ở video hôm trước, thầy đã hướng dẫn cho chúng ta hai nội dung, đó là đặc điểm chung của địa hình và các khu vực địa hình. Vậy thì đặc điểm chung của địa hình cũng như các khu vực địa hình đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế? Thì chúng ta sẽ đến với mục thứ ba, đó là ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mục thứ nhất, đó là đối với sự phân hóa tự nhiên. Chúng mình có thể quan sát các hình ảnh và kênh chữ trong sách giáo khoa cho biết độ cao địa hình ảnh hưởng đến sinh vật như thế nào, và cho ví dụ cụ thể ở đây chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Chúng ta có thể quan sát bức tranh đầu tiên đó là vườn quốc gia Cúc Phương, bức tranh thứ hai đó là thông Đà Lạt và bức tranh thứ ba sẽ là Đỗ Quyên ở Sapa. Nhìn vào ba bức tranh này chúng ta có thể thấy sinh vật ví dụ như cây cối ở đây thì phân hóa như thế nào. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu đến độ cao có ảnh hưởng như thế nào đến đến sinh vật nhé. Ở vườn quốc gia Cúc Phương thì chúng ta thấy cây cối như thế nào? À đúng rồi, xanh mướt đúng không? Cây thông Đà Lạt thì chúng ta thấy là như thế nào? À đúng rồi, cây thông thì chúng ta thấy đây là rừng Lạc Kim. Còn cái Đỗ Quyên, như vậy thì chúng ta có thể thấy đai ôn đới gió mùa trên núi, ví dụ như là sinh vật là các loài thực vật ôn đới, ví dụ như là gì? À Đỗ Quyên, Lãnh Sam và Thiết Sam chịu đựng ví dụ như là độ lạnh đúng không? Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi thì sinh vật gồm có như là rừng cận nhiệt lá rộng, rừng lá kim ví dụ như là rừng thông ở Đà Lạt. Đai nhiệt đới gió mùa thì sinh vật tiêu biểu là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh và rừng nhiệt đới gió mùa ví dụ như vườn quốc gia Cúc Phương. Vậy thì ở đây các sinh vật cũng phân hóa rõ rệt theo tự nhiên. Tiếp tục quan sát hình ảnh và kênh chữ trong sách giáo khoa cho biết độ cao địa hình ảnh hưởng đến đất đai như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát hai bức tranh. Đầu tiên thì bức tranh đây là đất Ferrari và bức tranh thứ hai đó là bức tranh đất mùn thô. Vậy thì nhìn vào hai bức tranh này, chúng ta có thể cho thấy biết độ cao của địa hình ảnh hưởng như thế nào đến đất đai. À đúng rồi. Như vậy thì chúng ta có thể nhận thấy đó là đất nhiệt đới gió mùa thì thường đai nhiệt đới gió mùa thì thường là đất Ferrari. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi thì đất Ferrari có mùn và đai ôn đới gió mùa trên núi là đất mùn thô. Vậy thì dựa vào độ cao của địa hình thì đất đai cũng phân hóa. Thứ nhất đó là đai nhiệt đới gió mùa thì đất Ferrari. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi thì là đất Ferrari có mùn, còn đai ôn đới gió mùa trên núi thì đất có mùn thô.
Bây giờ chúng ta hãy quan sát hình 1 và kênh chữ trong sách giáo khoa, xác định các dãy núi Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, Bạch Mã, cho biết các dãy núi này ảnh hưởng đến khí hậu nước ta như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng quan sát hình 1, đây là lược đồ địa hình Việt Nam và đây là dãy Hoàng Liên Sơn. Vậy thì quan sát vào dãy Hoàng Liên Sơn cho biết dãy núi này ảnh hưởng đến khí hậu nước ta như thế nào. Ở đây thì chúng ta thấy phía bên này sẽ là Đông Bắc Bộ, phía bên này sẽ là Tây Bắc Bộ. Vậy thì có dãy Hoàng Liên Sơn chấn ngang ở đây. Vậy thì khí hậu ở đây sẽ như thế nào? À đúng rồi, dãy Hoàng Liên Sơn thì làm suy yếu tác động của gió mùa Đông Bắc, cho nên là mùa đông ở Tây Bắc thì ngắn hơn và nền nhiệt độ thì cao hơn Đông Bắc. Do gió mùa thổi vào thì gặp dãy Hoàng Liên Sơn này, cho nên mùa đông ở Tây Bắc thì sẽ ngắn hơn và nền nhiệt sẽ là cao hơn. Tiếp theo chúng ta có thể quan sát dãy Trường Sơn và cho biết dãy này ảnh hưởng đến khí hậu như thế nào. Từ đây thì chúng mình thấy dãy Trường Sơn sẽ gây hiệu ứng phơn, tạo ra sự khác biệt về mùa mưa giữa hai sườn núi, đúng không? Dãy khác biệt này như thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ biết. Tiếp theo đó là dãy Bạch Mã ngăn ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vào phía Nam, ranh giới tự nhiên giữa hai miền khí hậu. Dựa vào dãy Bạch Mã này thì chúng ta thấy thì vào mùa lạnh thì ở phía Bắc sẽ là khí hậu lạnh hơn, và ở phía từ dãy Bạch Mã trở vào thì khí hậu thế như thế nào? Khí hậu không có lạnh lắm, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng quan sát hình ảnh và hiểu biết của bản thân cho ví dụ chứng minh dãy Trường Sơn gây hiệu ứng phơn, tạo sự khác biệt về mùa mưa giữa hai sườn núi. Ở đây thì chúng ta thấy là sự khác nhau giữa dãy Trường Sơn gây hiệu ứng phơn, tạo ra sự khác biệt về mùa mưa giữa hai sườn núi. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng cho ví dụ nhé. Đầu tiên chúng ta hãy quan sát hai bức tranh. Ví dụ như vào đầu mùa hạ ở ven biển miền Trung thì rất là nắng, và đầu mùa hạ ở Tây Nguyên thì lại mưa. Vậy thì chúng mình có thể quan sát và dựa vào hiểu biết của mình giải thích tại sao. Đúng rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là vì có dãy Trường Sơn, đúng không? Cho nên là vào mùa hạ thì miền Trung sẽ là nắng rất là nhiều. Còn mùa mùa hạ ở Tây Nguyên thì đó là mùa mưa, vì do dãy Trường Sơn đã chắn gió phơn và tạo nên hai mùa khác biệt. Và như vậy chúng ta cũng thường thấy một bài hát thường nghe, ví dụ như là Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây, bên nắng đốt ở đây chính là đầu mùa hạ ở miền Trung, còn bên mưa quay chính là đầu mùa hạ ở Tây Nguyên. Vì dãy Trường Sơn đã chắn gió phơn cho nên hiệu ứng ở đây chúng ta thấy Tây Nguyên thường vào mùa mưa, đầu mùa hạ thì mùa mưa, còn ở phía miền Trung trở ra thì chúng ta thấy đó là mùa nắng. Như vậy thì chúng ta thấy tự nhiên, sự phân hóa tự nhiên cũng theo độ cao, nó sẽ chia thành 3 vòng đai, đó là nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa trên núi và ôn đới gió mùa trên núi. Và cũng phân hóa theo các cái sườn núi, ví dụ như các dãy núi Hoàng Liên Sơn và theo Trường Sơn, Bạch Mã tạo nên sự phân hóa khí hậu ở nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận 3 câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên: quan sát các hình ảnh về kênh chữ sách giáo khoa, nêu những thế mạnh và hạn chế của địa hình đồi núi đối với khai thác kinh tế và cho ví dụ. Quan sát các hình ảnh và kênh chữ sách giáo khoa, nêu những thế mạnh và hạn chế của địa hình đồng bằng đối với khai thác kinh tế và cho ví dụ. Quan sát các hình ảnh về kênh chữ sách giáo khoa, nêu những thế mạnh và hạn chế của địa hình bờ biển đối với khai thác kinh tế và cho ví dụ. Đầu tiên chúng ta hãy thảo luận và trả lời câu hỏi. Quan sát các hình ảnh ở trong sách giáo khoa, nêu những thế mạnh và hạn chế của địa hình đồi núi đối với khai thác kinh tế.
Vậy thì địa hình đồi núi sẽ tạo cho ta những thuận lợi về kinh tế như thế nào? Bên đó thì cũng có những hạn chế như thế nào? Và bây giờ chúng ta cùng cho ví dụ. Để thực hiện được hoạt động này thì chúng ta có thể quan sát những bức tranh sau đây. Đây là bức tranh về cạnh đồi núi về khai thác kinh tế. Ví dụ như ở đồi núi Tây Nguyên hay là có một số nơi phía Bắc thì chúng ta thấy có thể trồng cà phê. Và đồi núi ở Tây Bắc thì chúng ta thấy chăn nuôi bò sữa. Và bên cạnh đó thì cũng có những hạn chế, ví dụ như lũ quét ở Tây Bắc và sạt lở đất ở Tây Nguyên. Thì dựa vào đây chúng ta hãy cho thầy biết về những thuận lợi kinh tế và khó khăn ở bức tranh. Câu hỏi số 2 thì đây là vùng ở đồng bằng thì cũng sẽ có những thuận lợi về kinh tế và cũng có những khó khăn. Ví dụ như ở đồng bằng sông Hồng thì chúng ta thấy đây là vựa lúa rất là lớn, còn chúng ta thấy đồng trồng cây ăn quả ở đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó thì cũng có những hạn chế, ví dụ như ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng và đất đai bị bạc màu ở đồng bằng sông Cửu Long do bị nhiễm mặn. Còn về phát triển kinh tế biển thì chúng ta thấy là bên cạnh đó sẽ có những du lịch biển như là bãi biển Nha Trang này, rồi đường hàng cảng hàng hàng hải này, nơi giao lưu để trao đổi hàng hóa. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn, ví dụ như là có bão này, bão và sạt lở bờ biển ở Bình Thuận. Vậy thì dựa vào những hình ảnh và kênh chữ trong sách giáo khoa, chúng ta hãy cho thầy biết những thế mạnh hạn chế của địa hình đồi núi đối với khai thác kinh tế, những thế mạnh hạn chế của đồng bằng đối với khai thác kinh tế và cho ví dụ, những thế mạnh của địa hình bờ biển đối với khai thác kinh tế và cho ví dụ. Đầu tiên đối với đồi núi đúng không? Thì chúng ta thấy sẽ có những thế mạnh như thế nào? À đúng rồi, chính xác. Đối với nông nghiệp, thế mạnh ở đây thì chúng ta thấy đối với nông nghiệp này, lâm nghiệp, ví dụ như là trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc. Đối với công nghiệp thì phát triển khai thác khoáng sản, ví dụ như luyện kim hay là những vùng núi thì chúng ta thấy có những nhà máy thủy điện. Và đối với du lịch thì hình thành các điểm du lịch có giá trị như du lịch ở Sapa, phía Bắc. Còn hạn chế như lúc nãy chúng ta vừa thấy đúng không? Thì ở vùng đồi núi cao thì hạn chế ở đây sẽ là chính xác, là địa hình bị chia cắt gây khó khăn cho giao thông, thiên tai thì có thể là gây lũ lụt, sạt lở đất. Ví dụ như thế mạnh ở trồng cây cà phê ở Tây Nguyên, chăn nuôi bò sữa ở Tây Bắc, hạn chế lũ quét ở Tây Bắc, sạt lở đất ở Tây Nguyên. Còn câu hỏi thứ hai, những thế mạnh về đồng bằng, về phát triển kinh tế. Thì như chúng ta đã quan sát, ở các bức tranh thế mạnh đối với vùng đồng bằng thì đối với nông nghiệp thủy sản đó là trồng cây lương thực thực phẩm, ví dụ như là lúa ngô khoai sắn vân vân, rồi cũng có thể là chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm như là gà vịt lợn, rồi có thể là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng và cư trú. Đồng bằng thì chúng ta thấy là vùng trồng lúa rất là nhiều, ví dụ như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, rồi chăn nuôi gia súc, đó là những thế mạnh. Hạn chế ở đây thì tài nguyên thì bị khai thác quá mức, môi trường thì bị suy thoái, nơi là tập trung rất là đông người đúng không? Tập trung đồng bằng thì thường tập trung rất là đông dân cư, cho nên hạn chế thì tài nguyên khai thác quá mức. Rồi hạn chế nữa đó là về môi trường đúng không? Ví dụ như là thế mạnh thì trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng, trồng cây ăn quả như chôm chôm, xoài, sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long. Hạn chế đó là ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng thì đất bị bạc màu ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những thế mạnh về phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vùng biển thì như thế nào? Đối với vùng biển ở đây thì chúng ta thấy là thế mạnh thì khai thác là gì? Đúng rồi, khai thác và nuôi trồng thủy sản. Ví dụ như là làm muối này, giao thông vận tải biển, khai thác năng lượng. Ví dụ như là khai thác năng lượng thì ở đây chúng ta có thể thấy là
dầu mỏ hoặc là điện gió và du lịch biển. Đó là một số thế mạnh ở bờ biển. Hạn chế thì như thế nào? À đúng rồi, bờ biển thì chúng ta thấy thường là có bão này, rồi tài nguyên thiên nhiên thì hạn chế, cho nên là cạn kiệt tài nguyên, rồi gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ như là thế mạnh thì phát triển du lịch biển ở Nha Trang, có rất là nhiều bãi biển rất là đẹp đúng không, Nha Trang, Vũng Tàu, Quy Nhơn, và phát triển về giao thông vận tải như là cảng Hải Phòng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy một số phát triển nữa về du lịch biển hoặc là an ninh quốc phòng. Hạn chế thì bão đổ bộ hoặc là có những trận bão rất lớn gây nên sạt lở cũng như là giảm thiểu về phát triển kinh tế. Đó là những ảnh hưởng của vùng núi, đồng bằng cũng như biển đối với phát triển và khai thác kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục em có biết. Như vậy, ở đây chúng ta có thể quan sát trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ có đỉnh Phan Xi Păng là đỉnh núi cao nhất nước ta. Về mặt hành chính, đỉnh Phan Xi Păng thuộc địa giới của cả huyện Tam Đường, Lai Châu và thị xã Sapa, Lào Cai. Cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 9 km về phía tây nam. Chiều cao của đỉnh núi đo đạc vào năm 1909 là 3.143 m. Tuy vậy, theo số liệu mới nhất của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam vào cuối tháng 6 năm 2019, đỉnh núi cao 3.147,3 m. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần luyện tập và vận dụng. Chúng ta sẽ dựa vào kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm địa hình của đồng bằng sông Hồng và đặc đồng bằng sông Cửu Long. À, vậy thì bây giờ chúng ta có thể so sánh về hai vùng đồng bằng rất là lớn ở nước ta. Đó là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng thảo luận nhé. Ở đây thì chúng ta thấy về so sánh sẽ là về diện tích cũng như là nguồn gốc hình thành và đặc điểm. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là đồng bằng sông Hồng thì có diện tích sẽ là 15.000 km vuông. Nguồn gốc hình thành đó là do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. Đặc điểm là có hệ thống đê chống lũ kiên khi đồng bằng bị chia cắt tạo thành những ô trũng, khu vực trong đê thì không được bồi đắp phù sa. Còn đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta thấy là rộng như thế nào? À, diện tích là 40.000 km vuông do phù sa của hệ thống sông Mê Công bồi đắp. À, không có đê ngăn lũ, có hệ thống kênh rạch dày đặc, nhiều vùng trũng lớn như Đồng Tháp 10, Tứ Giác Long Xuyên. Dựa vào đây chúng ta có thể thấy được những đặc điểm giống nhau và những đặc điểm khác nhau khi so sánh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vận dụng. Chúng mình sẽ tìm hiểu ảnh hưởng của các loại địa hình của địa phương đến phát triển kinh tế. Mỗi địa phương chúng ta thấy sẽ có những địa hình khác nhau. Dựa vào đó chúng ta sẽ quan sát vào địa phương của chúng mình thuộc dạng là địa hình như thế nào, đồi núi, đồng bằng hay là biển, và những ảnh hưởng của vùng địa hình đó đến phát triển kinh tế như thế nào. À, ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ nói một ví dụ về địa hình đồng bằng. Đó là địa hình đồng bằng ở kinh tế phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh. Vùng đồng bằng ở đây thì thuận tiện cho phát triển kinh tế, đó là sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, cho nuôi bò, lợn và gia cầm. Sản xuất công nghiệp như là cơ khí, điện tử, đóng tàu, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may. Các hoạt động giao thông vận tải, thương mại, du lịch. Và khó khăn thì địa hình thấp nên dễ bị ngập lụt vào mùa mưa và thủy triều dâng, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế. Đó là một vùng đồng bằng ở sông Cửu Long. Ví dụ như chúng ta thấy vùng đồng bằng đó là vùng thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào đây thì chúng ta có thể thấy là mỗi mỗi địa hình của một nơi sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế khác nhau. Vùng đồi núi sẽ ảnh hưởng khác so với vùng đồng bằng, đúng không? Và vùng biển cũng vậy, sẽ có sự khác nhau về phát triển kinh tế. Như vậy thì hoạt động vận dụng này
Chúng ta sẽ tham khảo câu hỏi mà thầy vừa đưa lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng mình sẽ phải xem địa phương của chúng mình thuộc vào dạng địa hình như thế nào, sau đó quan sát xem ở đó thường phát triển kinh tế như thế nào và chia sẻ cho các bạn nhé. Vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài số 2 địa hình Việt Nam, môn địa lý lớp 8 của bộ sách kết nối tri thức cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.